Đoạn clip được camera giám sát phía bên ngoài căn hộ của Tira Borgeir, sống tại bang Alaska, Mỹ ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con nai sừng tấm trưởng thành đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại trên đường ngập tuyết. Con vật sau đó lắc đầu mạnh khiến hai chiếc sừng lớn đồng loạt rụng ra. Hình ảnh từ clip cho thấy con nai sừng tấm có một thoáng giật mình khi cặp sừng bất ngờ rụng ra, nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh và thản nhiên bỏ đi. Đây là điều thú vị nhất mà tôi từng thấy. Con nai sừng tấm đã rũ bỏ cặp sừng ngay trước nhà tôi. Tira Borgeir cho biết camera giám sát đã cảnh báo khi phát hiện chuyển động bất thường phía bên ngoài cửa nhà. Điều này giúp cô quan sát được khoảnh khắc nai sừng tấm rũ bỏ cặp gạc. Chồng của Borgeir sau đó đã mang cặp sừng này vào nhà để làm đồ trang trí. Theo các chuyên gia động vật, chỉ những cá thể đực của nai sừng tấm mới mọc gạc. Một cách rõ ràng như vậy. Ngoài ra, gạc của nai sừng tấm còn được sử dụng như một công cụ để tự vệ. Sau khi kết thúc mùa giao phối vào mùa đông, gạc của nai sừng